Xin chào tất cả bạn, mình là Đăng, đến từ địa điểm ING và vị trí đi của mình là Baron. Hai vị trí đường đơn bên kia đều xuất phát từ AD, nên là nếu mình cầm cẩm ly thì mình cũng đá vỡ một thôi. Em nói gì với em, cái game này anh chơi trước em 6 năm rồi đó. Anh nghĩ á, nếu mày muốn đá đâu anh á, thì em hãy ở nhà luyện tập chăm chỉ vào và đủ lông đủ cánh hãy rồi hãy quay lại nói chuyện với anh nhé. Ê, tuần trước bọn tôi còn thua Ego, khó như thế còn làm được. FBC tuổi gì? Tuần trước thua Ego, khó lắm mà còn làm được. Tuần này gặp SBTC, tuổi gì? Ủa, là sao ta? Sau nửa mùa giải thì em cũng đã quay trở lại. Thật là buồn khi không được gặp anh ở trong vòng BE hợp nữa. Em hy vọng sẽ gặp anh ở những mùa giải khác. TF à, cố gắng hãy để cái smile phóng to lên 200% khi gặp cô gì. Chắc không cần đâu cô gì à, bởi vì lần này là lần gặp nhau cuối trong giải đấu rồi. Và mình muốn dành tặng cho team bạn mấy con rồng làm kỷ niệm nhé. Với mình thì OG là đội tuyển top 1 trong giải đấu tiền mùa giải. Và lần này cũng thế, các bạn cũng top 1 nhưng mà từ dưới lên. Trong 2 tuần vừa qua thì mình thấy là SBTC họ là một đội tuyển khá là mạnh. Họ đã có được 3 chiến thắng cũng như là 2 trận thua. Và những cái trận thua của họ trước những đối thủ thì đều là những đối thủ mạnh như là SGP và Cyber Esports. Mình đánh giá là thực lực của họ cũng đang nằm trong top 4 của giải đấu lần này. Cho nên là ở trong tuần thi đấu tiếp theo thì bọn mình sẽ phải cẩn thận khi phải đối đầu với họ. Ở trận đấu sắp tới thì cho dù Lâm Xu hay là Kirito DAD nữa thì họ cũng chỉ là làm nền cho sau trình diễn của Kira mà thôi. Ok. Mình thấy thì SBTC cái team này cứ lạ lạ làm sao ấy. L thì ai mà chẳng biết là Kira. Việc gì mà phải Kira thêm chữ L làm cái gì. Mina thì chẳng qua thì cũng chỉ là số nhiều của Mina thôi. Chốt lại cái team này cũng là cái team tấu hài SBTC Entertainment ấy mà.